Xin kính chào quý vị và các bạn và xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay, hàng nghìn du khách cùng tín đồ tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đã hành hương về khu di tích nhà Trần ở Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh nhân ngày đại lễ kỷ niệm 705 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Niết Bàn. Nếu Yên Tử là nơi Phật Hoàng tu luyện, giảng Pháp, độ tăng, thì Am Ngọa Vân là nơi kết thúc trọn vẹn quá trình tu luyện, hóa Phật của Ngài. Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều tiếp tục triển khai các phần việc để khởi công trùng tu xây dựng Chùa Ngọa Vân vào đầu xuân 2014.